Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Tiến Vlog. Ngày nay thì nhu cầu quay video để chia sẻ lên các trang mạng xã hội hay là đăng lên YouTube chẳng hạn rất là nhiều đúng không ạ? Nhưng mà nhiều lúc trong quá trình mình quay video thì có những cái đoạn video không được hay cho lắm, có thể là hình ảnh nó không được sắc nét hay là âm thanh không được như vừa ý của các bạn, và các bạn muốn cắt bỏ cái đoạn video đó đi. Các bạn muốn chỉnh sửa nó hoặc là các bạn muốn thêm chữ vào cái đoạn video của mình vừa quay chẳng hạn. Thì hôm nay Tiến sẽ giới thiệu các bạn một cái ứng dụng để chỉnh sửa video một cách chuyên nghiệp nhất trên điện thoại iPhone. Đó chính là ứng dụng iMovie. Trước khi đi vào hướng dẫn, Tiến hy vọng mọi người hãy like, bình luận, chia sẻ và đăng ký kênh của Tiến Vlog để ủng hộ giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đầu tiên các bạn vào trình duyệt App Store để tải phần mềm iMovie về máy nha các bạn. Đây là App Store này. Rồi các bạn vào phần tìm kiếm. Các bạn nhập cho mình chữ iMovie. Bấm chữ tìm. Rồi đây là phần mềm iMovie nha các bạn. Đây, mình sẽ bấm vào dấu mũi tên kích xuống dưới đây nha các bạn, để tải cái phần mềm iMovie về. Đây, rồi các bạn chờ trong giây lát để phần mềm iMovie được tải về máy của mình nhé. Như vậy là chúng ta đã tải xong phần mềm iMovie. Rồi bây giờ chúng ta mở phần mềm iMovie lên nha các bạn. Đây, mình bấm vào chữ mở này. Rồi, bây giờ đây là giao diện của phần mềm iMovie nha các bạn. Các bạn bấm vào chữ tiếp tục cho mình. Đây, chữ tiếp tục đây. Rồi, tiếp theo các bạn vào mục tạo dự án. Đây này, bấm vào đây. Rồi, mình đang muốn tạo phim cho nên mình sẽ bấm vào mục phim này để tạo phim nha các bạn. Rồi trong này có các clip của mình. Bây giờ mình muốn chỉnh sửa một vài cái bộ phim nào đó thì mình cứ chọn thôi. Tiến chọn cái video ngắn ngắn thôi. Để mình chọn video này và video này. Sau khi mình bấm chọn xong, mình bấm xuống chữ tạo phim nha các bạn. Đây là hai cái video mà mình muốn chỉnh sửa. Phần mềm iMovie thì cũng tương đối là dễ sử dụng. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chọn điểm để bắt đầu video và kết thúc video. Để chọn cái thời điểm bắt đầu video, ví dụ như bây giờ mình muốn chọn cái thời điểm bắt đầu video ở đây thì mình bấm vào cái video ở dưới này này. Đây, bấm vào đây. Đấy, có cái đường viền màu vàng ở xung quanh nha các bạn. Là được. Sau đó các bạn muốn điểm bắt đầu video ở thời điểm nào thì các bạn chọn ở thời điểm đó nhé. Thì bây giờ mình muốn tải cái thời điểm này thì các bạn bấm vào cho mình vào chữ chia. Đấy, thì như vậy là cái đoạn này nó sẽ được cắt ra làm hai. Đây, nó cắt ra làm hai rồi. Bây giờ là mình sẽ, vì mình muốn chọn điểm này là cái điểm bên phải là cái điểm bắt đầu, thành ra mình sẽ xóa cái đoạn bên trái này đi. Đây, mình bấm vào đây, khi mà có khung hình màu vàng xung quanh rồi, các bạn bấm vào chữ xóa. Đấy, là như vậy mình đã thay đổi được cái điểm bắt đầu video. Và tương tự như vậy, muốn kết thúc cái điểm kết thúc của video cũng như vậy. Các bạn lướt qua, vút qua đến cái đoạn thời điểm mà bạn muốn cắt để kết thúc video. Ví dụ như Tiến muốn chọn cái thời điểm cắt video là ở đây, thì Tiến cũng bấm vào. Đấy, bấm vào cái thanh ngang đây này. Đây, khi mà có cái đường viền màu vàng chạy xung quanh là được nha các bạn. Các bạn bấm chữ chia cho mình. Đây, mình sẽ bấm vào chữ chia ở đây này. Đấy, chia. Đấy là cái đoạn video nó được chia làm hai. Thì mình muốn kết thúc cho nên là mình sẽ xóa cái phần ở bên phải đi. Thì vào mình bên phải nó đang hiển thị cái đường viền màu vàng rồi, các bạn chỉ cần bấm chữ xóa là được. Xóa. Đấy, vì do nãy là mình ghép hai video thành ra là khúc phía sau nó vẫn còn. Đấy, như vậy là cái thời điểm kết thúc cái đoạn video đó nó nằm tại đây. Đó.
Đấy là cách để mình cắt cái video nha các bạn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho bạn các bạn chức năng thứ hai, đó là sao chép cái đoạn video này thành nhiều lần. Ví dụ như bây giờ mình cái đoạn video này muốn nó lặp đi lặp lại nhiều lần đấy, thì các bạn cũng bấm vào cái thanh ngang này. Đây, khi mà có cái đường viền màu vàng chạy xung quanh xuất hiện là được. Các bạn bấm vào nhân bản. Đấy, như vậy là đã có thêm một đoạn video nữa xuất hiện thêm rồi nhé các bạn. Đó, thấy chưa? Đấy, các bạn muốn số lượng bao nhiêu lần thì các bạn cứ bấm vào đấy. Các bạn cứ bấm nhân bản lên. Đấy, nhân bản lên. Đấy, thì cái đoạn video nó sẽ tự động nó nhân bản lên đây. Đây mình bấm hai lần nhân bản thì nó sẽ có hai lần video như thế này. Đó. Và bản gốc nữa là thành 3 lần. Đấy là cái cách mà để mình nhân bản video đó lên. Và tiếp theo nữa là một cái ứng dụng của nó, đó là làm chậm hoặc là tăng tốc độ của clip mình lên. Ví dụ bây giờ cái tốc độ này đang là tốc độ bình thường nhé các bạn. Tốc độ này đang là tốc độ bình thường. Ví dụ như đây, đây cái đoạn video này nó đang chậm như thế Xin này. quan tâm và giới thiệu đến các bạn một cái chủ đề về sức khỏe Đấy là nó đang và chạy ở tốc độ bình thường chính nhé. Bây giờ mình muốn cho nó tốc độ nó nhanh lên chẳng hạn, thì mình cũng bấm vào cái thanh ngang ở đây. Khi có đường viền xuất hiện là được. Rồi, bây giờ mình bấm vào cái biểu tượng cái đồng hồ này. Đây. Rồi, ở đây nó có tốc độ là đóng nhanh hay là chậm này. Ví dụ mình muốn nhanh thì là chế độ bình thường là chế độ 1 nhé. Có chữ 1x này. Bây giờ mình muốn tăng cái tốc độ video này lên thì mình bấm chế độ lên 2x chẳng hạn. Đấy, bây giờ mình mở cho các bạn xem cái đoạn này nó nhảy lên tốc độ 2x này. Đấy là tốc độ 2x. Rồi, còn ví dụ như mình muốn nó chậm lại thì mình kéo về phía bên trái. Đấy, đây là tốc độ chậm này. Đấy, đây là tốc độ làm chậm video nhé các bạn. Rồi, như vậy là mình đã xong. Ví dụ như bây giờ các bạn muốn tăng giảm cái âm thanh lên thì các bạn bấm vào biểu tượng cái loa này. Đây là biểu tượng cái loa, đây là cái âm lượng bình thường của nó là 100%. Các bạn muốn tăng lên các bạn chỉ cần kéo về bên phía phải. Đây là âm lượng nó sẽ tăng lên cho các bạn này. Đấy, mình ví dụ cho các bạn xem, các bạn bấm vào nút biểu tượng play trên này. Để mình chỉnh sửa lại cái tốc độ này, mình đang chỉnh là tốc độ chậm thành ra là chắc các bạn nghe không có rõ. Đây tốc độ bình thường rồi. Rồi xong. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh cái âm lượng lên lại đây. Mình cho lên tối đa là 500% nhé. Hôm nay Tiến không muốn bàn luận về cái nội dung của quyển sách này Đấy là mà tăng âm lượng. Rồi. Còn các bạn muốn giảm âm lượng thì các bạn kéo về phía bên trái. Đấy. Đấy, mình ví dụ cho các bạn xem. Đây là mình giảm âm lượng về còn mức 3%. Đấy, đấy. Đấy là mức âm lượng nhỏ nha các bạn. Rồi còn mức âm lượng ở bình thường thì các bạn kéo về phía âm lượng bình thường là 100%. Như vậy là xong. Đấy là cái cách mà để tăng giảm âm lượng nha các bạn. Rồi các bạn muốn thay đổi chuyển tiếp giữa các clip, ví dụ như đây này. Đây là clip phía trước, tiếp theo là một clip phía sau. Nếu các bạn muốn thay đổi cái cách chuyển động của clip này thì các bạn cũng kích vào đó xong bấm vào biểu tượng ba cái vòng tròn ở bên đây này. Đây, biểu tượng ba cái vòng tròn ở bên đây. Đấy, thấy chưa? Thì khi mình kích vào đây thì nó sẽ có này, không có rồi âm đôi rồi cano cổ điển gì đó, nhiều loại hay là nổ, bom tấn gì đó tùy các bạn lựa chọn. Ví dụ như mình chọn nổ đi. Rồi, bây giờ mình bấm này. Của bản thân Tiến.
Đấy, đấy là biểu tượng nổ. Hoặc là các bạn chỉ chọn kiểu là huyền ảo đi, thử chọn huyền ảo xem như thế nào nhé. Đấy, đây là huyền ảo. Rồi bây giờ mình bấm play cho nó chạy xem Của cho các bạn bạn thân thử coi tin. này. Đấy, đây gọi là huyền ảo. Đấy. Rồi. Còn bình thường thì các nếu mà mình không chọn thì nó sẽ để ở chế độ mặc định là không có này. Rồi. Xong. Đấy. Bạn Là thân không không tin. có gì nha các bạn. Đấy là bình thường là nó sẽ video của mình không chọn chế độ gì thì nó sẽ là như thế này. Ví dụ như trong quá trình quay video mà có đoạn video nào đó các bạn muốn bỏ đi, không muốn sử dụng nó thì các bạn cũng kích vào đây. Rồi. Các bạn bấm vào cái biểu tượng chữ dấu cái kéo này nha các bạn. Các bạn bấm cho mình chữ chia. Đây này. Khi đường về mà vào số này các bạn chữ chia. Đấy. Thì cái đoạn video này nó đã sẽ được cắt ra và mình sẽ kéo đến cái thời điểm mà các bạn muốn cắt. Đấy, để muốn xóa bỏ đấy. Các bạn chọn được cái điểm kết thúc này này. Đây, ví dụ như mình muốn kết thúc tại đây. Rồi mình bấm chia thêm một lần nữa. Chia. Rồi. Xong đó các bạn chọn cái đoạn mình vừa chọn muốn bỏ đi, các bạn bấm chữ bấm vào đây xong các bạn bấm chữ xóa. Xóa, đấy là những cái đoạn video vừa rồi mình đã được xóa đi rồi nhé các bạn. Và thêm một cái chức năng nữa, đó là các bạn muốn tắt cái âm thanh của mình trong video của mình ra riêng để mình có thể chỉnh sửa cái video của mình, có thể là mình chèn thêm nhạc ở bên ngoài hoặc là giảm âm lượng thì các bạn cũng bấm như vậy vào các bạn vào cái chỗ là tách rời này. Tách rời đấy. Thì cái phần hình ảnh và phần âm lượng nó được tách ra riêng như các bạn. Đấy thì ví dụ như cái đoạn nào mà các bạn muốn không cho cái phần âm lượng giảm thì các bạn dí đây, đây là phần âm lượng này. Còn đây này là phần hình ảnh như các bạn. Đấy, ví dụ như mình muốn kéo cái thằng âm lượng của đoạn này nó ngắn đi mà chỉ xuất hiện hình ảnh thì mình kéo nhỏ đây, kéo về đây để chẳng hạn. Đấy. Thì như coi là từ cái khúc này trở về sau là không có âm lượng mà nó chỉ có hình ảnh không thôi. Đây này, mình ví dụ cho các bạn xem này. Qua thì Tiến có chia sẻ đến các bạn Đấy, đoạn này là nó không có âm lượng từ nữa. quyển sách này mà Còn qua cái khúc này là âm lượng nó vẫn còn bởi vì hai cái video này nó không có liên quan tới nhau bởi vì mình đã cắt rời ra rồi nhé các bạn. Bên này mình muốn muốn tách rời ra thì cũng mình muốn chỉnh sửa âm lượng thì mình cũng làm như vậy. Đây mình phải bấm tách rời này. Đấy thấy chưa? Các bạn thấy là phía đây là hình ảnh này, đây là phần âm thanh này. Các bạn muốn chỉnh sửa âm lượng ở đây thì mình tách ra rồi mình xóa cái phần âm lượng đó. Đấy. Đây này, mình ví dụ cho các bạn cái đoạn này. Bây giờ mình kéo cái đoạn này cho nó về trước để mình chèn. Ví dụ mình muốn chèn một cái đoạn nhạc nào đó vào chẳng hạn đây. Các bạn bấm vào dấu cộng này. Đây. Đó, các bạn vào đây để tìm. Ví dụ như bạn muốn chèn. Các bạn vào đây các bạn có tìm thể tìm là âm thanh này. Đó, thì trong này nó có rảnh âm thanh là các cái nhạc mà có sẵn ở trong phần mềm các bạn có thể tải về rồi các bạn chèn vào đó. Hoặc là các bạn muốn ghi âm thì các bạn bấm vào chữ thuyết minh này. Đấy, các bạn muốn thuyết minh thì các bạn sẽ bấm vào chữ ghi thì nó sẽ bắt đầu sẵn sàng để nó ghi lại cái cho các bạn. Ví dụ như mình muốn thêm cái gì đó, ví dụ như bây giờ Tiến giản sử như Tiến muốn nói là xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tiến Vlog. Thì Tiến sẽ bấm chữ ghi này. Rồi bây giờ là nó đang ghi này. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Tiến Vlog. Rồi Tiến sẽ bấm dừng. Đấy, thì cái đoạn âm thanh vừa nó được ghi xuống dưới đây. Mình muốn sử dụng thì mình bấm chọn là sử dụng nhá. Còn các bạn ghi lại thì các bạn bấm chữ ghi lại. Còn nếu mà các bạn thấy cái đoạn âm thanh vừa rồi á, không muốn sử dụng thì các bạn bấm chữ hủy đi. Bây giờ mình ví dụ mình bấm từ chữ sử dụng đi. Sử dụng. Đây, đây là cái đoạn âm thanh mình vừa ghi này. Mình sẽ mở lên cho các bạn xem. Bây giờ là nó đang ghi này. Xin chào các bạn.
Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Tiến Vlog. Và Tiến hẹp bấm dừng. Đấy. Còn đây là cái video, cái âm thanh gốc của nó nha các bạn. Cái này là âm thanh gốc của video nha các bạn. Nãy mình đoạn này mình còn giữ lại âm thanh, mình chưa có xóa cái đoạn đó đi, thành ra nó vẫn còn. Đấy. Và cái vị trí này mình có thể di chuyển được nha các bạn. Mình sẽ di chuyển vào đây để mình di chuyển này. Đấy đấy đấy, mình di chuyển ha. Đó. Di chuyển cái vị trí mình muốn đặt cái điểm đó nó nằm ở đâu ấy. Ứng dụng nữa của iMovie đó là phóng to hoặc là thu nhỏ lại cái hình ảnh mà các bạn đã quay lại được. Thì để phóng to hoặc thu nhỏ, các bạn cũng bấm vào cái thanh trượt ngang ở bên dưới khi có xuất hiện đường viền màu vàng. Tiếp theo thì các bạn sẽ bấm vào cái biểu tượng kính lúp ở trên này đây. Đây biểu tượng kính lúp này. Đấy, mình sẽ bấm vào đây. Và có chữ là chùm hoặc mở để thu phóng. Đấy, các bạn mở là để phóng lớn lên nhé. Đây, mình sẽ mở phóng mở lớn lên như vậy. Đấy, đấy là lớn lên này. Thu nhỏ thì các bạn chùm lại. Đó, như vậy là cái hình ảnh của mình sẽ được nhỏ lại. Đây này, ví dụ này. Đấy là phóng lớn lên nha các bạn. Đấy, thì cái hình ảnh nó sẽ bị phóng như thế này. Rồi, còn muốn các bạn muốn thu nhỏ lại thì các bạn cũng làm tương tự như vậy. Đây. Rồi, bây giờ mình phóng nhỏ lại về vị trí ban đầu. Đó, thì nó phải được về vị trí lại ban đầu rồi nha các bạn. Thì mình sẽ giới thiệu thêm một cái chức năng nữa, đó là chức năng mà ghi chữ vào trong cái video của mình. Ví dụ như bây giờ mình muốn ghi chữ vào trong video này thì các bạn cũng bấm vào đây, bấm vào cái đây thì nó sẽ xuất hiện cái khung khung này này, chữ chia tách rời nhân bản xóa đấy. Các bạn bấm vào biểu tượng chữ T ở dưới này cho mình này. Đây biểu tượng chữ T. Đây ở đây là có các cái mẫu để mà mình chọn cái phông chữ nha các bạn. Không có rồi, đơn giản rồi, tiêu chuẩn này. Đấy, tức là nó sẽ nằm ở các vị trí khác nhau trong cái khung mẫu. Ví dụ bây giờ mình muốn chọn khung tiêu chuẩn đi. Mình sẽ nhập văn bản tiêu đề này. Ví dụ mình nhập là Tiến Vlog chẳng hạn. Xong. Đấy thì cái chữ của mình nó sẽ nằm ở đây nhé các bạn. Nãy mấy cái này là mình chọn rồi, mình không sử dụng, mình có thể xóa đi. Đấy. Đấy. Xóa. Đấy. Đấy là cái vị trí mà cái chữ nó xuất hiện. Nó ví dụ đây, tại đây là mình nằm ở đây. Hoặc là mình có thể chọn cái chữ nó xuất hiện ở một cái vị trí khác. Đây, chẳng hạn như là cái dòng tiêu đề đi. Mình lấy ví dụ chữ dòng tiêu đề này. Đấy, là các bạn nhập cái văn bản ở đây. Ở trên, ví dụ như nó có hai dòng ở trên và dưới. Tiến thử nhập cho các bạn xem này. Đây, dòng giữa mình nhập là channel tổng hợp đi. Channel tổng hợp. Rồi, mình bấm chữ xong. Đấy. Rồi, còn dòng trên mình sẽ nhập chữ là Tiến Vlog chẳng hạn. Xong. Đấy, như vậy là cái chữ nó đã được thêm vào rồi nha các bạn. Đó. Tùy cái vị trí của cái chữ nó xuất hiện nhé. Rồi, như vậy mình vừa giới thiệu xong các bạn cái cách mà để thêm chữ vào. Sau khi mà các bạn hoàn thành chỉnh sửa thì các bạn bấm vào nút xong. Rồi, như vậy là cái video mình đã được tạo thành rồi nhé. Ví dụ các bạn muốn sửa thì các bạn bấm vào chữ sửa để quay lại chỉnh sửa tiếp. Đây, sửa thì vào lại để mình chỉnh sửa lại. Có những cái nội dung mà mình chưa ưng ý thì mình bấm để mình sửa. Ví dụ như đoạn này mình không thích xuất hiện nữa thì mình bấm chữ xóa đi. Đó. Để mình coi thử xem là nó có nhiều đoạn trùng lặp quá này. Mình làm ví dụ các bạn, bây giờ mình xóa bớt để cho các tí nữa mình xuất ra cho các bạn thấy cho nó dễ. Này, mình xóa cái đoạn này luôn. Rồi, mình để như vậy đi.
cho ngắn ngắn một chút cho nó xuất cho nó nhanh. Rồi xong. Đấy là mình chỉnh sửa xong. Đấy. Bây giờ các bạn muốn xuất video ra để các bạn chia sẻ lên Face hay là đăng lên YouTube hay gì đấy thì các bạn có thể là bấm vào dấu mũi tên ngược lên hướng lên trên ở đây. Đây. Mình sẽ bấm vào đây. Rồi. Ở đây trong này nó có là sao chép này, xuất dự án này, lưu video này, lưu vào tập này. Ở đây mình chọn là lưu video nha các bạn. Đây, lưu video. Rồi ở đây nó có là nhỏ này, trung bình này, HD này, 720 rồi HD 1080 là chất lượng video đấy. Ở đây mình sẽ chọn cái kích cỡ video là 360 nha các bạn, cho nó xuất cho nó nhanh. Còn tốc cái chất lượng càng cao thì cái tốc độ xuất nó sẽ chậm hơn nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ chọn chế độ xuất nhỏ 360p đi cho xuất cho nó nhanh. Đấy, rồi cái phim nó đang được xuất này. Các bạn chờ mình một chút nhé. Nãy mình quên mình để hơi dài thành ra là nó xuất hơi lâu một chút. Cái này là tùy vào cái chất lượng của video là một thứ nhất này. Thứ hai nữa là độ dài của video thì sẽ quyết định là cái tốc độ mà mình xuất phim nhanh hay chậm. Nếu mà video càng dài và chất lượng càng cao thì nó xuất nó càng chậm nhé các bạn. Rồi bây giờ cái phim đã được xuất đến thư viện ảnh của mình rồi. Bây giờ mình sẽ vào thư viện ảnh mở cho các bạn xem nhé. Đây là thư viện ảnh này. Đây. Đấy, chính là cái video này là chính là video mà mình vừa chỉnh sửa xong nha các bạn. Đấy, này có Tiến có làm cho các bạn xem đấy. Rồi như vậy là Tiến vừa hướng dẫn xong toàn bộ cái quá trình cách sử dụng phần mềm iMovie. Nếu các bạn thấy video này hay, các bạn có thể like, bình luận, chia sẻ và đăng ký kênh của Tiến Vlog ủng hộ giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.